Hiệu chính: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Dịch giả: Hòa thượng Thích Viên Giác. Lương Hoàng Sám, Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Lời giới thiệu: Phàm là người sanh trong cõi dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh. Phật dạy: Nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát. Cũng như nếu không nhờ bộ Lương Hoàng Sám này thì bà Hy Thị là hoàng hậu của vua Lương không làm sao thoát khỏi khổ nạn được. Vì thế nên bộ Lương Hoàng Sám này có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng. Cảm thấy sự phiên dịch của Đại Đức Thích Viên Giác rất dày công phu, nên tôi xin có vài lời giới thiệu đến toàn thể các Phật tử xa gần, và hy vọng rằng bộ Lương Hoàng Sám này được phổ biến mười phương và sẽ đem lại sự lợi lạc chung cho tất cả, nếu ai có tính tâm thực hành theo. Cẩn chí, Hòa thượng Thích Hiện Hòa. Lời tựa: Phật dạy, trong tất cả các cách cúng dường chánh pháp là hơn hết. Kinh Hoa Nghiêm. Vậy thì tái bản bộ Lương Hoàng Sám này cũng không ngoài mục đích cúng dường chánh pháp. Kỳ tái bản này, ngoài việc đính chính các chỗ in sai, sửa lỗi lại lời văn cho thích đáng, chúng tôi còn cho in thêm nghi thức tụng Lương Hoàng Sám này bằng Hán văn phiên âm. Đồng thời, ở phần đầu và phần cuối mỗi quyển đều có những bài cung văn, bài hồi hướng, vân vân, tóm lược ý nghĩa trong mỗi quyển. Các bài này cũng dịch âm từ bản chữ Hán. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng tường thuật những điều cảm ứng do tụng Lương Hoàng Sám này. Phật dạy, chúng ta nên sám cải quá hồi đầu với văn sám này để tự giải thoát tội kiên nhiều đời nhiều kiếp cho mình, cho người, cho bà con quyến thuộc mình và cho tất cả chúng sanh trong lục đạo khắp pháp giới mười phương. Nếu chúng sanh nào còn bị câu lưu trong ngục thất, cũng nhờ thần lực của sám pháp này được chư Phật, chư Bồ Tát phóng đại hào quang phá tan địa ngục, tiếp dẫn các hương hồn đau khổ ấy về đến đạo tràng này nghe chánh pháp, hưởng thú tiêu diêu. Tụng đến các phẩm giải quan, xuất ngục, vân vân, chúng ta cảm thấy tâm hồn thanh thoát, vui tươi. Bấy giờ đối với chúng ta, diêm vương vắng bóng, đầu trâu mặt ngựa không còn, la sát, dạ xoa, dầu sôi, lửa bỏng, vân vân, chỉ là duy tâm tạo, như huyễn, như hóa. Có hay không đều do chúng ta cả. Nhưng nghĩ lại mà thương, trên đường đời mấy ai đã sống theo giáo lý Đức Phật, đã biết ăn năn. Phần nhiều họ chỉ nghe theo bản ngã, tự kiêu, tự đại, chạy theo dục vọng si mê, nên tạo ra nhiều tội lỗi oan khuất. Do đó mà trần gian này vẫn còn đau khổ mãi, địa ngục cứ hành hạ hoài không thôi. Nếu chúng ta biết ăn năn, cải ác tùng thiền, làm phước làm duyên, theo giáo lý từ bi, thì đâu đến nỗi lầm than. Tóm lại, Lương Hoàng Sám là linh đơn diệu dược, pháp bảo vô giá, cứu chúng ta thoát khổ vĩnh viễn, ra khỏi luân hồi, sanh về tịnh độ. Trọn bộ mười quyển, tụng hết một quyển là hướng lên một địa vị. Bồ Tát qua khỏi mười địa vị này thì thành Phật. Chúng ta tụng hết mười quyển này thì thấy tinh thần khoan khoái, tâm hồn thánh thọ, đời sống đầy an vui hạnh phúc. Người còn kẻ mất đều được lợi lạc, quan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong siêu sanh lạc quốc. Nhờ đó mà hoàng hậu Hy Thị của vua Lương Võ Đế, sau khi mới nghe tụng được năm quyển, đã thoát thân rắn mãng xà, lên trời làm thiên nữ.
công đức tụng lương hoàng sám vô lượng vô biên, văn từ hữu hạn không thể diễn tả hết. Chúng tôi chỉ xin ghi lại đây vài nét chính, hầu mong giới thiệu cùng mười phương Phật tử có lòng ngưỡng mộ sám pháp. Chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện và hồi hướng công đức tái bản này cho tất cả người thấy, người nghe, người đọc tụng, người tùy hỷ đồng được nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, tội nghiệp tiêu trừ, tai qua tràn khỏi, phước thọ tăng long, bồ đề kiên cố. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Dịch giả: Hòa thượng Thích Viên Giác. Mùa hạ năm Bính Ngọ 1966, Phật lịch 2510. Thay lời tựa. Theo lời tựa trong chánh văn thì bộ Lương Hoàng Sám này do Hòa thượng Chí Công biên tập từ đời vua Lương Võ Đế bên Trung Quốc. Nguyên vua Lương Võ Đế có một bà hoàng hậu yêu quý nhất tên là Hy Thị. Vì được vua yêu quý nên lòng đố kỵ của bà ngày càng lên cao. Hy Thị ghét tỳ các cung phi, độc ác với mọi người và hủy bán Tam Bảo. Trong triều ngoài quận ai cũng biết bà Hy Thị là một quái phi. Sau bà nhuốm bệnh nặng, các lương y đều thúc thủ bà phải từ trần. Một hôm vào lúc đêm khuya, đang ngồi trong cung tịch mịch, vua Lương Võ Đế nghe có tiếng người kêu gian thảm thiết. Dưới ánh đèn mờ, vua Lương Võ Đế lạnh cả người, muốn chạy trốn nhưng không được. Vua bèn lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai mà đêm khuya thanh vắng nghiêm mật thế này lại vào đây được?" "Hoàng đế ơi, thiếp đây chính là Hy Thị. Vì quá độc ác nên chết rồi, thiếp phải đọa làm rắn mãng xà, ngày đêm đau khổ, thân thể tanh hôi, vì vậy đều bị sâu trùng rút rỉa, nhức nhối không thể chịu được. Nhớ lại tình cầm sát xưa kia nên thiếp đến đây mong nhờ hoàng đế tìm phương cứu thiếp." Nói rồi biến mất. Nghe xong, vua Lương Võ Đế như thoát cơn ác mộng và đau lòng như dao cắt. Hôm sau khi lâm triều, vua kể lại chuyện ấy cho bá quan nghe để tìm phương cứu vớt Hy Thị. Trong số các quan có người đề nghị: "Xin cung thỉnh Hòa thượng Chí Công lo việc này." Vua Lương Võ Đế chấp thuận. Hòa thượng Chí Công là một cao tăng đắc đạo đương thời, thể theo lời thỉnh cầu của nhà vua, ngài liền triệu tập các danh tăng soạn ra sám pháp này và lập đàn tràng làm lễ sám hối cho hoàng hậu Hy Thị. Nhà vua chí tâm thân hành lễ bái. Vài hôm đầu người ta nghe có mùi hương lạ thơm nức ngào ngạt khắp cả đạo tràng. Lễ tùng đến nguyện thứ năm, ngay tại chỗ trên không trung, vua Lương Võ Đế nghe có tiếng của bà Hy Thị. Bà hiện thân thiên nữ đẹp đẽ, nói tiếng người, tỏ lòng cảm ơn hòa thượng và hoàng đế. Hy Thị cho biết bà đã thoát nạn và đã sanh lên Đao Lợi Thiên Cung nhờ công đức sám hối. Từ đó sám pháp này được truyền tụng khắp nơi, rất thịnh hành. Bản chính bằng Hán văn trọn bộ 10 quyển, danh hiệu Phật và lời sám đều rút trong Tam Tạng Thánh Giáo Đại Thừa. Năm 1948 đến năm 1950, Bồ Tát Giới Tuệ Duận và một số đạo hữu khá đông ở Bắc Việt đã dịch âm ra Việt văn thành hai tập. Năm 1952, lúc còn tu học ở Phật Học Viện Bảo Quốc, Huế, tôi bắt đầu dịch nghĩa bộ này ra tiếng Việt. Đến nay mới đủ cơ duyên xuất bản. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này, hầu mong đền đáp lại bốn ơn muôn một và cứu giúp muôn loài phần nào. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này, hầu mong giúp hàng sơ cơ một phương pháp tu hành giản dị để cải ác tùng thiền, để đi Tây Phương về Lạc Quốc. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này làm cho người tu hành ngày càng tinh tiến, nghiệp chướng chống tiêu trừ, thân tâm thường an lạc và sở cầu được như nguyện. Tôi cũng xin cầu nguyện cho tất cả người thấy, người nghe, người quỷ bán, người tùy hỷ đều được lợi lạc, thoát khổ não, và nguyện xin cho tất cả chúng sanh xả ly tà kiến, biết sám hối.
Sám hối nghĩa là gì? Kinh dạy: sám là sám kỳ tiền kiên, hối là hối kỳ hậu quá. Sám là ăn năn các việc đã làm, thề xin chừa bỏ, không dám tái phạm. Hối là hối cải, những điều ác chưa làm, sau này xin thề nguyện không bao giờ làm nữa. Bao nhiêu điều thiện xin làm hết. Chữ phàn gọi là sám ma, Hán dịch là hối quá. Ghép cả hai chữ lại mà đọc là sám hối. Sám hối cũng có sự sám và lý sám. Sự sám tức là thiết lập đàn tràng, trang nghiêm Phật tường, cúng dường hương hoa, ân cần đảnh lễ, thành khẩn nguyện cầu tam nghiệp như nhất, tỏ bày tội lỗi, cầu xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng hào quang, dùng thần lực gia hộ cho kẻ tu hành mau tiêu trừ nghiệp chướng, chống thoát quan thiên, sạch hết tội lỗi. Lý sám là sám hối tự tâm, tội thành là do tâm tạo, tội diệt phải do tâm sám. Tâm không thì tội cũng không, tội diệt thì tâm cũng diệt. Tội không, tâm diệt thì không còn gì nữa mà sám hối. Như vậy mới là chân thật sám hối. Sau khi lạy một lạy, tụng một câu, người tu hành nên xét lại tự tâm, diệt sạch vọng tưởng, quán lý vô sanh. Phải biết tội do nhân duyên mà thành, thì tội cũng do nhân duyên mà diệt. Nhân duyên là những điều kiện tạo nên tội và phương pháp sám hối. Tội vốn không thật có, vì không thật có nên chúng ta có thể chuyển tội thành phước, chuyển khổ thành vui, chuyển mê thành ngộ. Khi xướng một danh hiệu Phật, chúng ta cần phải thật hiểu nghĩa lý danh hiệu ấy, hiểu để tu tập, để làm theo những đức tính cao đẹp của chư Phật. Dĩ như chúng ta xướng câu Nam Mô Phổ Quang Phật thì ít ra chúng ta cũng phải hiểu sơ thế này: chúng con xin kính lễ Nam Mô đấng giác ngộ hoàn toàn Phật, đầy đủ đức tánh cao rộng đẹp đẽ, phong sáng suốt vô biên quang. Ngoài ra chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm bản tâm của chúng ta. Tâm chúng ta cũng có những đức tính cao rộng đẹp đẽ như thế. Nam Mô nghĩa là quy y kính lễ vân vân. Phổ nghĩa là phổ cập, phổ biến cùng khắp, không có giới hạn, ngoài thời gian và không gian, không phân biệt người và ta. Trái lại, phổ có nghĩa hàm xúc những đức tính từ bi hỷ xả với tất cả mọi loài, mọi vật, mọi chốn, mọi nơi. Tâm ta cũng có những tính chất phổ biến như thế. Từ nay ta phải sống theo tiếng gọi của cõi lòng, không tiêu cực mà tích cực, không ích kỷ mà dị tha, không sân hận mà từ bi, không sang tham mà bố thí, không tật đố mà hỷ xả, không ngu si mà trí huệ. Quang nghĩa là sáng suốt tuyệt đối, soi khắp mười phương, thông suốt ba đời mà không lìa nơi một niệm. Tội nhân và khổ quả của chúng sanh đã gây tạo và sẽ chịu đền trả. Từ bao giờ, ở nơi đâu, nhất nhất đều sáng tỏ, hiểu biết hết. Tâm ta có tính cách sáng suốt như vậy, từ nay trở đi, ta phải hành động, ăn ở theo tâm tính sáng suốt ấy, không còn ngu si, mê mờ mà tạo tội nữa. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn ta đang kính lễ. Phật cũng tức là tâm sáng suốt thanh tịnh, đầy đủ muôn đức tính tốt đẹp, trùm khắp pháp giới, ra ngoài thời gian. Tâm ta cũng có những khả năng giác ngộ, những đức tính như Phật. Vậy từ nay trở đi, ta phải noi gương Phật, sống cách sáng suốt, đầy đủ đức hạnh như Phật, không tạo tội nữa. Đại khái như thế, cứ theo từng danh hiệu một mà quán sát tự tâm để sám hối. Lần lần những khả năng tốt đẹp trong tâm ta cho sự sám hối sẽ lưu lộ ra. Nào là từ bi hỷ xả, trí huệ, phước đức, hạnh phúc dồi dào tuôn ra như nước, mặc sức ta thọ dụng. Người hiểu được và làm được như thế là người chánh kiến, không còn bôn ba chạy theo ngoại cảnh, không tà kiến, quy y theo quỷ mị tà thần. Người chánh tín chỉ biết quy y, lễ bái, tôn thờ Đức Phật ở từ tâm, nghe tiếng nói của cõi lòng. Lễ một Đức Phật tức là lễ hết thảy mười phương chư Phật, đem tâm từ bi bình đẳng, sự lý viên dung, trùng trùng vô ngại mà bái sám,
thì lo gì tội không diệt, phước không sanh. Nếu người không thông lý, cứ y sự mà tu hành, chí tâm bái sám, thì cũng được thần lực của Tam Bảo gia hộ mà tiêu trừ nghiệp chướng. Như trong chánh văn đã thuật rõ, Phật dạy có hai hạng người mạnh nhất: một là không tạo tội, hai là biết ăn năn. Phật dạy nếu không có pháp sám hối thì tất cả đệ tử Phật không thể giải thoát. Nhờ sám hối nên vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch giết cha liền được giải thoát. Ông Trương Thiện Hòa sát sanh vô số cũng không đọa địa ngục vì biết hối hận. Có một điều đáng chú ý nhất là thân nghiệp và khẩu nghiệp thô tháo bên ngoài dễ trừ, duy có ý nghiệp di tế bên trong rất khó diệt. Đến quả vị Phật mới hết tham sân si. Do đó người phát đại tâm phải y cứ vào sám pháp đại thừa mới mong chóng trừ diệt được ba độc. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử của Phật trên hội Hoa Nghiêm còn phải phát đại nguyện, Ngài nguyện sám hối vãi cho đến cùng tận đời vị lai. Nếu phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh không cùng tận thì sự sám hối của Ngài cũng không bao giờ cùng tận. Trong Kinh Viên Giác, Phật dạy các vị Đại Bồ Tát lúc lập đạo tràng an cư từ 7 đến 21 ngày đầu sám hối nghiệp chướng. Trong Kinh Bảo Tích, Phật dạy hàng ngày đảnh lễ danh hiệu 35 vị Phật, trong kinh ấy là sám hối nghiệp chướng. Trong luật thì pháp sám hối là một vấn đề tối quan trọng, không thể bỏ qua. Trong luận thì pháp sám hối được giải thích rõ ràng, và quyết định sám hối là một việc cần phải có của người chân tu, không thể thiếu sót. Không sám hối rất có hại, nghiệp chướng không tiêu trừ, tội lỗi còn mãi, quan khiên nhiều kiếp theo hoài. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời làm cao tăng mà triệu thố vẫn còn theo báo mãi. Như thế, dù cầu hạnh phúc thế gian hay xuất thế gian, việc đời và việc đạo đều bị trở ngại, tu chứng bất thành vì không sám hối. Kinh sách dùng để sám hối có rất nhiều, như Bộ Vạn Phật, Bộ Tam Thiên Phật, Bộ Thủy Sám, Hồng Danh Sám, Chuẩn Đề Sám và Dược Sư Sám, vân vân. Nhưng Bộ Lương Hoàng Sám này kể rõ tội nhân khổ quả, nghe đến ai cũng phải lạnh mình khiếp sợ mà phát tâm cải ác tùng thiền ngay. Bộ này lại có công năng diệt trừ tiền kiên, quan trái nhiều kiếp nhiều đời, đọc đến phải cảm rơi nước mắt. Mỗi chữ mỗi câu đều nhằm mục đích đền trả bốn ơn, cứu thoát ba cõi, thay thế lục đạo mà sám hối, cầu nguyện cho tam đồ thoát khỏi trầm luân, cuối cùng là vì tất cả chúng sanh mà phát nguyện hồi hướng. Người tu hành đọc đến Bộ Lương Hoàng Sám, dù không muốn phát đại tâm cũng phải phát, dù không tin địa ngục cũng phải sợ tam đồ. Những người tu tịnh độ phát tâm bồ đề thường nên tu theo pháp sám này để mau về cực lạc. Có thể nói Bộ Lương Hoàng Sám này là bửu bối riêng của những người cầu vô thượng đạo phát bồ đề tâm vậy. Bộ này có năng lực sanh phước diệt tội, không thể nghĩ bàn. Trong chánh văn có bài kệ tán thán công đức sám hối đại ý như thế này: sám vừa cử lên, tội lỗi tiêu liền, giải được quan trái, trừ được tai ương, thoát khỏi khổ nạn, phước đức vô biên, sinh lên đao lợi hoặc về Tây Phương. Văn Thủy Sám cũng nói, lúc nghiệp báo đến, tội nhân không thể rút vào núi đá, lặn xuống nảy nước, bay lên không gian hay ẩn núp đâu được. Duy chỉ có nhờ phương pháp sám hối mà thoát được tai nạn mau chóng hơn hết, độc nhất vô nhị. Sám hối lợi cho mình, lợi cho người, cho tất cả tam đồ, lục đạo pháp giới chúng sanh. Công đức sám hối, nói không cùng, nghĩ không tận. Tôi chỉ xin đốt nén hương lòng, cầu xin Tam Bảo gia hộ cho tất cả người thấy, người nghe, người ấn tống, đồng phát bồ đề tâm, đồng cầu sám hối, đồng hồi hướng công đức. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong lúc phiên dịch văn này, tôi không có hy vọng gì cao xa hơn là giúp cho hàng sơ cơ
một phương pháp tu hành thiết thực để về Tây Phương Cực Lạc. Do đó, đầu quyển thứ nhất có nghi thức khai kinh thông thường dễ tùng. Cuối quyển 10 có nghi thức tịnh độ, cầu sanh an dưỡng làm tiêu chuẩn hồi hướng. Sau hết, tôi xin chân thành cảm tạ chư vị đại thiền tri thức trong hải hội chỉ giáo cho tôi những khiếm khuyết, mong sao kỳ tái bản được hoàn toàn hơn. Tôi nguyện xin đem công đức này hướng lên cúng dường ngôi Tam Bảo, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Vô Biên Thân Bồ Tát và chư vị hộ pháp đã mật thùy gia hộ cho tôi, là một việc mà tôi tưởng tượng tôi không làm được. Nguyện xin hồi hướng lên chư vị đại đức tăng trong hiện tại đã dìu dắt tôi tu hành. Ni chúng bồ Việt Nam đã phát tâm xuất bản giúp tôi, cùng chư vị thiền nam tín nữ đã ủng hộ tôi nhiều phương diện trong lúc phiên dịch. Nguyện xin tất cả đều trọn thành Phật đạo. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Dịch giả: Tỳ kheo Thích Viên Giác, viết xong tại tu viện Giác Hải, điện Nam Hải Quan Âm ở Vạn Giả, Bắc Nha Trang, ngày Mãn Hạ năm Canh Tý 2504-1960. Lời chỉ dẫn. Vì nhận thấy có nhiều Phật tử muốn tụng Lương Hoàng Sám song chưa biết cách lập đàn tràng như thế nào, đọc tụng làm sao cho đúng pháp, có lợi ích nhiều nên chưa dám tụng, tôi xin chỉ dẫn như sau. Lập đàn bái sám hoặc ở chùa, tại niệm Phật đường hay tại nhà Phật tử cũng được, nhưng cần phải hết lòng thành kính và nghiêm trang thanh tịnh. Trường hợp thuận tiện, quý vị có thể cung thỉnh chư tăng một hay nhiều vị làm lễ khai kinh và hoàn kinh. Nếu không, người tại gia cứ thành tâm độc tụng như tụng các kinh khác không ngại gì. Trước hết đọc phần nghi thức tụng Lương Hoàng Sám bằng Hán văn dịch âm, rồi tụng tiếp nghi thức bằng Việt văn. Nếu cần hết phần nghi thức thì tụng phần chánh văn. Cuối mỗi quyển thì tụng các bài hồi hướng và niệm Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ. Hoặc mỗi thời tụng hết một quyển, hoặc một quyển chia làm nhiều thời, tùy theo thời giờ của mỗi người, nhàn rỗi hay bận việc. Việc ăn chay trường hay chay kỳ để tụng Lương Hoàng Sám cũng tùy theo gia cảnh của mỗi người, không nên câu chấp. Điều quan trọng là phải quyết chí sám hối, chừa bỏ lỗi lầm, chứ không phải ở nơi điều chay mặn. Nhưng ai trai giới tinh thành, phóng sanh làm phước, càng nhiều càng quý, càng cố gắng càng hay. Công đức sám hối càng sâu dày hơn nữa. Những người già yếu bệnh hoạn không thể lạy được thì ngồi mà vái. Lắng tai nghe cho rõ lời lẽ và suy nghĩ cho kỹ ý nghĩa của sám văn, cách thành tâm là quý hơn hết. Có nhiều điểm rất đáng để ý khuyến khích. Vì tôi nhận thấy nhiều nơi như ở khuôn Phật giáo An Lạc, ở chùa Châu Lâm, Huế, hoặc ở khu Phật giáo Linh Thứ, Nha Trang, các Phật tử cử ra những gì có âm thanh trong trẻo, đọc tụng rõ ràng, khiến người nghe dễ hiểu, dễ phát tâm. Những người này thay nhau tụng, còn các người khác ngồi nghe. Nhưng không phải tụng với âm điệu tụng kinh, mà nên nhớ đây là cách xưng tội trước Phật đài, thường thiết tha cầu Tam Bảo cứu hộ. Những đoạn kể lễ tội trạng phải đọc cho rõ ràng, chí thành chí khẩn mà cầu xin sám hối. Những đoạn giảng về lý lẽ, về nhân quả cần phải đọc thông thả, phân câu rành mạch để cho người nghe dễ nhận, nhờ giọng đọc hùng mà đầy thiền dị, theo tiếng mõ điểm thưa thưa từng câu một. Thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông. Cũng có thể không đánh mõ, chỉ điểm chuông thưa thưa để cho người nghe theo dõi ý nghĩa. Suy nghĩ tội tình trong khung cảnh quy linh nhiệm màu, khói hương nghi ngút, những vọng niệm không thể xen vào quấy rối tâm thành của Phật tử. Tiếng chuông cảnh tỉnh đánh tan những gì hắc ám trong lòng, làm cho mọi người đều có một tinh thần siêu thoát. Đọc tụng như thế tuy tu hành tập thể mà không có gì làm loạn trí. Người không biết chữ cũng nhận thức được bí nghĩa, tự thấy tội lỗi của mình,
rồi phát tâm Bồ Đề sám hối thế cho người khác trong lục đạo. Trong lúc này, nếu có ống loa phát thanh treo cao và vang dội xa xa, thì những kẻ độc ác phải giật mình mà chừa bỏ các hành vi phi pháp của họ. Đọc tụng cách này thì khác hẳn lối tụng kinh. Tụng kinh thì mỗi người một quyển và ai cũng lớn tiếng đọc theo tiếng mõ của người hướng dẫn. Trái lại, tụng lương hoàng sám không khác gì chư tăng tụng luận trong giờ Bồ Tát. Một vị ngồi trên cao lớn tiếng đọc tụng, các vị khác im lặng ngồi dưới để nghe. Nếu người nào muốn tụng lớn tiếng theo mõ tùy mình, sau khi đạo tràng hoàn tất, hãy tự tụng một mình cũng được, càng quý lắm. Hoặc tất cả mọi người đều tụng lớn tiếng theo nhịp mõ cũng được. Những điểm trên đây tuy có phần thiển cận và sơ lược, song cũng nhờ nhiều Phật tử góp ý kiến và kinh nghiệm nên tôi cũng không ngại gì mà không nêu ra. Mong quý vị thiền tri thức có gì sơ sót xin quan hỷ bổ khuyết và chỉ giáo cho. Tôi rất lấy làm thâm cảm. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Phật.